Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay là chuyến đi thăm rắn đầu tiên của mình trong năm nay. Mình đã tiến vào chiếc lồng đầu tiên nhá. Cóc còn. Dạo này bận quá mình thu luôn rồi. Thả luôn. Thả luôn về anh em ạ. Lấy luôn lồng về, dạo này mình bận quá, mình không đi. Mình lại chán bẫy rắn này. Cầm nhá. Bây giờ đi đến chiếc thứ hai. Ui. Mình đặt mấy chiếc nhỉ? 4 chiếc anh em ạ. Đây chiếc thứ hai ở đây. Ui, dính rồi anh em ơi. Vì con, bánh con. Bánh vàng con anh em ạ. Để cho anh em xem nhé. Hộp mang bành này. Hộp mang phì. Màu vàng. Ui. Ui. Anh em thấy chưa? Con này khoảng 2 lạng. Ok, mình cho vào túi xong rồi mình đi thăm những cái chiếc tiếp theo nhá anh em nhá. Anh em theo chân mình nhá. Ok, mình tạm dừng ở đây nhá. Đến chỗ chiếc thứ ba rồi nha anh em nhé. Anh em vào thăm cùng mình nha. Chui giúp. Chiếc thứ ba ở mãi đi trong kia các anh em ạ. Ai cũng dính anh em ơi. Chiếc thứ ba cũng bành anh em nhá. Con này cũng khá to đấy. Hôm nay là ổn anh em ạ, dính 2 con nhỉ. Mình kiếm cái gì mình chọc vào lỗ để mình cầm ra nhá. Nhưng hôm nay là ổn rồi đấy anh em ạ. Con này to phết anh em ạ. Con này phải nửa cân. Ui, khủng chưa? Hàng khủng, đầu mùa gặt luôn. Đây à. Mình lần đầu cầm mấy con to là mình hơi hốt em ạ. này khá to nha anh em nhé. Lần đầu gặp mấy con như này cũng hơi hoang mang nhưng mà bây giờ giật cả mình đúng hồn. Giống này nó hay dọa lắm các bạn. Đây, cho anh em xem. Khủng chưa? Ok. Hôm nay là hôm gặt nhất nhá. Bên trong này có một em. Đây. Trong có một em. Ti hi. Đây là em khủng bố nha anh em nhé, theo anh em thấy không? Ui, to chưa? Con này thôi rồi, khỏi chê luôn. Thôi bây giờ cho nó vào bao nhé anh em nhé. Này, to chưa? Lần đầu được con to khủng ấy, nhưng mà mỗi tội nó là rắn vàng. Chiếc cuối cùng nhá anh em nhé. Chiếc tổng kết ở trên cao này. Chiếc này không dính đâu. Tổng kết là được. Video một chống rung anh em thông cảm nhé. Tổng kết là 4 chiếc được 2 nhé. Thế là khá ngon này các bạn. Ok, bây giờ còn một cái lưới bắt quái nữa ở gần nhà. Anh em theo chân mình đi thăm lưới bắt quái nhá. Đây cho anh em xem thành quả hôm nay. Đây, bên này là vành vàng con. Bên này là vành bự khoảng nửa cân gì đấy. Thôi ok. Mình tạm dừng video đây nhá. Anh em theo chân mình đi thăm cái lưới bắt quái nhá. Đã đến khu vực lồng bắt quái của mình nhé anh em nhé. Lại tiếp tục chiến dịch chui. Không được con mài thước gì. Cóc chết rồi anh em ạ. Vướng quá lại phải mang về. Rồi thôi nhá, video của mình kết thúc ở đây nha anh em. Đặt 4 lồng được 2. Anh em thấy video của mình hay hoặc muốn theo chân mình đi thăm nhiều lồng bẫy rắn hơn thì nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Mình sẽ dẫn anh em đi thăm nhiều lồng hơn, rất nhiều lồng, rất nhiều khu vực mới. Chào anh em nhá.